Làm thế nào sống tốt đời đẹp đạo Thiên Chúa là một câu hỏi rất quan trọng và được đặt ra bởi nhiều người đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và con đường đúng đắn để đi đến hạnh phúc và thành công. Đạo Thiên Chúa là một trong những đạo tôn giáo lớn trên thế giới, với những giá trị đạo đức và tín ngưỡng sâu sắc. Câu hỏi này đặt ra một thách thức cho chúng ta để tìm hiểu và áp dụng những giá trị đạo đức của đạo Thiên Chúa vào cuộc sống hàng ngày của mình, từ đó giúp chúng ta sống tốt và đúng đạo. Việc tìm hiểu và áp dụng những giá trị đạo đức của đạo Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc, đồng thời giúp chúng ta trở thành những người có ích cho xã hội và thế giới. Mở đầu câu chuyện là nhân vật chính của chúng ta là một người trẻ tuổi tên là John. Anh ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống của mình. John là một người đạo Thiên Chúa, nhưng anh ta đang cảm thấy mất định hướng và không biết làm thế nào để sống tốt và đúng đạo. John đang ngồi một mình trong nhà thờ. Anh ta đang suy nghĩ về cuộc sống của mình và cảm thấy rất mất định hướng. Anh ta không biết làm thế nào để sống tốt và đúng đạo. John cảm thấy mình đang bị lạc lối và không biết phải đi đâu để tìm lại con đường đúng đắn. Trong lúc đang suy nghĩ, John gặp cha xứ của nhà thờ và anh ta đã chia sẻ với cha xứ về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cha xứ đã lắng nghe và đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn cho John. Cha xứ nói rằng để sống tốt và đúng đạo, John cần phải có niềm tin và tìm hiểu thêm về đạo Thiên Chúa. John đã bắt đầu tìm hiểu về đạo Thiên Chúa. Anh ta đọc sách, nghe giảng và tham gia các buổi hội thảo về đạo Thiên Chúa. John cảm thấy mình đang tìm thấy được con đường đúng đắn và niềm tin của anh ta đang được củng cố. Sau khi tìm hiểu và củng cố niềm tin của mình, John bắt đầu sống tốt và đúng đạo. Anh ta thường xuyên tham dự thánh lễ, cầu nguyện và giúp đỡ những người khác. John cảm thấy mình đang sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. John đã quay lại gặp cha xứ và chia sẻ với ông về cuộc sống của mình. Cha xứ rất vui mừng khi thấy John đã tìm thấy con đường đúng đắn và sống tốt và đúng đạo. Cha xứ khích lệ John tiếp tục đi đúng con đường mà anh ta đã chọn và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. John đã tìm thấy con đường đúng đắn và sống tốt và đúng đạo. Anh ta đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình và luôn tin tưởng vào sức mạnh của Ngài. John đã thấy rằng để sống tốt và đúng đạo, chúng ta cần có niềm tin và tìm hiểu thêm về đạo Thiên Chúa.